chúng ta không thể phủ nhận sự quan trọng của sắc đẹp đối với mỗi người trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở bất cứ nơi đâu. Có sắc đẹp là một lợi thế vô cùng to lớn để dễ dàng thu hút, tạo ấn tượng tốt, mở rộng các mối quan hệ, tầm ảnh hưởng. Có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm tốt, tìm kiếm đối tác, thu nhập cao hơn, đem lại sự tự tin cho bản thân, sự hãnh diện cho người thân, bạn bè. Xưa các cụ có câu, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nếu gỗ đã tốt mà nước sơn cũng tốt, cũng đẹp thì còn gì bằng. Con người luôn hướng tới chân, thiện, mỹ. Chúng ta ngày càng có điều kiện và nhu cầu để hoàn thiện bản thân mình hơn, không chỉ là trí tuệ, nhân cách mà còn cả về hình thức, vẻ đẹp bên ngoài. Sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng xã hội khiến cho việc làm đẹp tưởng chừng như quá đơn giản, ai cũng có thể thực hiện được. Tuy nhiên, nhiều chưa hẳn đã đi đôi với chất lượng, uy tín và sự an toàn. Thêm vào đó, sự thiếu hiểu biết góp phần tạo ra những kẽ hở nguy hiểm. Rất nhiều các trường hợp làm đẹp bị biến chứng bỏng da, dị ứng, nhiễm trùng, hoại tử, mù mắt, thậm chí là cả tử vong. Nhu cầu có một mái ấm với sự quấn quýt vợ chồng, tiếng nói cười bi bô của trẻ nhỏ là một nhu cầu hết sức chính đáng của mỗi người, mỗi gia đình. Tuy nhiên, hiện nay do nhiều nguyên nhân như áp lực công việc, tình trạng ô nhiễm, thực phẩm độc hại tràn ngập, sinh hoạt không điều độ, ít vận động, quan hệ tình dục, nạo phá thai không an toàn, dẫn đến tình trạng suy giảm khả năng sinh lý, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục và đặc biệt là tình trạng vô sinh, hiếm muộn xảy ra ngày càng phổ biến, khiến cho mong muốn giản dị về một hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc gia đình trở nên khó khăn, ảnh hưởng tới giống nòi, sự gắn kết giữa các cặp đôi và chất lượng cuộc sống. Đi kèm với nhu cầu và sự bùng nổ thông tin là vô số các nội dung giới thiệu, quảng cáo giúp giải quyết các vấn đề tế nhị nêu trên. Tuy nhiên, nếu không có sự phân tích, lựa chọn kỹ càng, khoa học thì người bệnh dễ gặp phải tình trạng tiền mất tật mang thêm, vấn đề cũ chưa được giải quyết thì đã phát sinh thêm các vấn đề mới. Hội Đông y Hà Nội với hơn 50 năm phấn đấu và trưởng thành đã trở thành một đơn vị có uy tín trong lĩnh vực y học cổ truyền của cả nước. Đây là ngọn cờ tập hợp nhiều bác sĩ y học cổ truyền, lương y giỏi của thủ đô. Trong đó, nhiều người đã cống hiến những bài thuốc quý, cộng tác với hội để cho ra đời những ấn phẩm có giá trị như 1.000 bài thuốc và đề tài nghiên cứu khoa học của Thầy thuốc Đông y Hà Nội được phát hành để kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Bộ sinh bệnh lý và luận trị năm tạng, tâm, can, tỳ, phế, thận, ung thư, phòng và hỗ trợ điều trị. Nhanh nhạy nắm bắt những nhu cầu phổ biến và bức thiết của người dân, Hội Đông y Hà Nội cùng các tác giả đã dày công biên soạn cuốn sách quý Cẩm nang chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng y học hiện đại và y học cổ truyền, quyển 4, chuyên về các vấn đề rất được quan tâm hiện nay là làm đẹp, tăng cường sinh lực nam nữ và hỗ trợ điều trị vô sinh. Ở phần đầu, tập 16 của quyển này trình bày khá chi tiết về nguyên nhân các căn bệnh thường gặp của làn da như nám, tàn nhang, mụn, đồng thời cũng chỉ dẫn hướng điều trị theo cả y học hiện đại và y học cổ truyền, giúp người đọc tìm được hướng đi phù hợp để giải quyết tình trạng mà mình gặp phải. Bên cạnh việc làm đẹp da, trắng da, tập này còn đề cập tới một số vấn đề khác như làm thơm miệng, chữa trị gầy héo, chống mập, làm đẹp bộ ngực, niềm kiêu hãnh của chị em phụ nữ, thậm chí còn đề cập tới các bệnh về tóc, râu, lông mày. Ở phần sau của cuốn sách, tập 17 lại đề cập tới một vấn đề nhạy cảm nhưng khá phổ biến hiện nay, đó là tăng cường sinh lực nam nữ và hỗ trợ điều trị vô sinh. Thực tế cho thấy, mong muốn hiểu biết về vấn đề tế nhị này rất cao, vì đây là một phần không thể thiếu trong giữ gìn hạnh phúc lứa đôi. Hơn nữa, mọi người lại rất ngại khi phải đến các trung tâm để xin tư vấn. Do vậy, hầu hết họ tìm kiếm các thông tin trên các trang mạng, các diễn đàn, nơi mà các nguồn thông tin không được kiểm định rõ ràng. Để giải quyết những vấn đề đó, quyển sách này dưới bề dày kinh nghiệm cùng các tri thức uyên bác của các tác giả cùng các cộng sự đã nêu ra rất rõ ràng, chi tiết từng phần về tăng cường sinh lực cho cả nam và nữ, một số căn bệnh thường gặp trong quan hệ nam nữ như giang mai, herpes, lậu và hỗ trợ điều trị vô sinh. Tất cả đều được cập nhật giải quyết theo hai hướng, y học cổ truyền với y học hiện đại hoặc có thể kết hợp cả hai.
Cuốn sách cung cấp những thông tin hết sức khoa học, chính thống về từng vấn đề, giúp bạn đọc có những kiến thức đầy đủ giữa cả hai góc nhìn y học hiện đại và y học cổ truyền. Những thông tin chính thống này sẽ giúp bạn đọc hiểu sâu sắc các vấn đề thầm kín, tế nhị mà mình hoặc người thân đang mắc phải. Để có được sự phân tích khoa học các thông tin quảng cáo tràn lan trên Internet và mạng xã hội. Từ đó, đưa ra những quyết định có cơ sở, an toàn và hiệu quả, tránh tình trạng tiền mất tật mang. Thông tin từ cuốn sách giúp bạn phòng ngừa hoặc phát hiện sớm các vấn đề về làm đẹp, chức năng sinh lý và hiếm muộn vô sinh. Từ đó, có những giải pháp khắc phục nhanh chóng, hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thông thường, mỗi cuốn sách chỉ bao gồm một nội dung hấp dẫn là cũng đủ để tạo nên sức hút của cuốn sách đó. Tuy nhiên, cuốn sách này hội tụ các nội dung hấp dẫn từ đầu tới cuối. Đây là một điểm rất đặc biệt của cuốn sách, vừa giúp bạn đọc tiện lợi theo dõi, vừa giúp tiết giảm chi phí, không gian lưu trữ. Nhu cầu làm đẹp, tăng cường chức năng sinh lý ai cũng có. Thêm vào đó, cách viết của các tác giả vừa khoa học lại vừa dễ hiểu, nên cuốn sách phù hợp với tất cả mọi người. Nó không chỉ bổ ích với những người gặp phải vấn đề nêu trong cuốn sách, mà nó còn rất thú vị với những người quan tâm tới sức khỏe và làm đẹp. Ngoài ra, cuốn sách cũng đề cập những thông tin chuyên sâu về y học hiện đại, y học cổ truyền, các bài thuốc cổ phương, bài thuốc nam hiệu quả, nên cuốn sách cũng rất phù hợp với các bác sĩ đông tây y, sinh viên y dược trong quá trình học tập, nghiên cứu và công tác. Mời bạn đọc liên hệ Tinh Hoa Xanh để đặt mua cuốn sách hấp dẫn này.